quá, cho nên đi chạy ở ngoài đường, tại vì cũng có gặp một số khách hàng, nhưng mà mới vừa về công ty bật vào Facebook cái thì quá bất ngờ là Hải đã đưa tên anh lên Facebook và làm cho mọi người đã vào welcome, chúc mừng, comment rất là náo nhiệt. Nói chung là Hải cũng đang rất là vui và thực sự đang rất là xúc động, bởi vì phải nói là mình thời gian vừa rồi thì cũng nỗ lực, cũng làm việc, tuy nhiên là cũng chưa phải là hết mình đâu Hải ơi. Nhưng mà không ngờ là cái thành quả ban đầu nó cũng đạt được những cái kết quả nó tương đối đó, thì thực sự đây là cái niềm động viên rất là lớn cho ấy, để mình có một cái động lực mình phấn đấu tiếp theo á, thì cái này nó rất là, thực sự nó rất là vui. Thì cái điều đầu tiên cũng rất là biết ơn, cảm ơn, gửi lời cảm ơn Hải Huỳnh ở bên Mỹ, là người leader rất là tuyệt vời. Hải đã giúp thời gian vừa rồi Hải cũng đã tạo điều kiện cho tất cả anh em nhóm New Life để có được những cái thành quả ngày hôm nay á, tại vì thực ra New Life có được những cái con người rất là tuyệt vời. Bên cạnh là Hải đã ở bên Mỹ lâu năm rồi, cũng đã tìm hiểu Nu Skin, cũng có nhiều cái kinh nghiệm, cũng chỉ đạo, cũng giúp đỡ để cho anh em có được những cái định hướng ban đầu đi nó đúng á. Thì một phần cái công sức ngày hôm nay mà Lê Ái đạt được thì nó cũng cũng có sự đóng góp của anh em New Life rất là nhiều. Thì ngay lúc này đây á, thì Lê Ái cũng rất là vui và vinh dự, cũng như là những cái thành quả mình đã đạt được, thì sắp đến là mình phải nỗ lực hơn nữa. Tức là Ái nghĩ là cái chuyện mà lên sales thiệp thì nó cũng cũng khó khăn, mình cũng phải nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà lên rồi á, thì giữ được nó cũng là một điều rất là quan trọng. Cho nên cái điều cái ban đầu thì vui nhưng mà lo đó, làm sao để mình giữ được cái vị trí sales team của mình, nó rất là quan trọng, và mình còn phải tiến xa hơn nữa chứ không phải là nằm ngủ yên trên chiến thắng được. Nên đó là cái điều mà mình rất là băn khoăn và rất là lo la suy nghĩ, và mình nghĩ là nếu mình nỗ lực hết mình thì không có việc gì mình không làm được cả. Thì nhân đây cũng muốn chia sẻ với anh em một số điều. Thì cho đến bây giờ Lê Ái làm được những điều như vậy thì một mặt là cũng có sự nỗ lực của bản thân, và cái thứ hai là có những người cộng tác ở dưới mình rất là tuyệt vời, họ cùng với mình làm cái công việc này một cách gọi là rất là say mê và năng nổ. Cho nên nhớ là mình có được những cái thành quả hôm nay thì cái tuyến dưới của mình phải cảm ơn cái tuyến dưới của mình đã cùng nỗ lực làm việc. Cái điều mình muốn chia sẻ Hello này Hello này ơi, cái không có nghe được anh ấy nói nha, cái như signal nó bị mất anh ấy. Hello, signal không nghe, không nghe. luôn mất Hello anh ấy nói hồi lại. nãy giờ nó Ok, được hồi được. nãy giờ không nghe được hả? Dạ dạ, bây giờ nghe lại được rồi. Cách đây khoảng 30 second thì nghe không được. Dạ, ok, nay nói tiếp đi. Thì ái cũng muốn chia sẻ là để có được cái thành quả ngày hôm nay thì mình phải cảm ơn những người tuyến dưới của mình cùng với mình làm những cái nỗ lực và làm việc. Vì bản thân ở đây, cái công việc ở đây nếu một người làm thì sẽ không bao giờ đạt được cái kết quả đâu. Cho nên mà cái liều mình gửi gắm đến tất cả anh chị em là chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau xây dựng thì mình mới có được một cái đội nhóm mạnh được. Và ái cũng muốn gửi gắm với các anh chị em rằng để có một người cộng tác với mình rất là khó, và làm sao giữ họ được là một điều khó hơn. Cho nên mình phải bằng mọi cách để mà kết nối, giữ liên lạc với những tuyến dưới của mình, để làm sao luôn luôn đẩy cho họ ở một cái mức năng lượng cao nhất, để người ta để anh em mới có đủ năng lượng làm việc với mình. Cái bí quyết, không phải bí quyết mà cái cách mà Lê Ái đang làm, tức là
luôn luôn giữ tuyến dưới của mình, không bao giờ để họ 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 mất năng lượng cả. Chẳng hạn như ấy luôn luôn làm việc với Mập Dầu ở Sơn La rất là xa xôi, là chỗ Hằng, chỗ chị Thiết. Hôm nay rất là vui là chị Thiết đã cũng đã có mặt ở webinar đấy, thì ấy ở rất là xa nhưng mà luôn luôn kết nối trên Facebook, luôn luôn gặp trên Skype, và ngày nào mà ấy không lên được Facebook thì Hằng luôn luôn nhắn tin là hôm nay tại sao anh đi đâu mà không thấy trên Facebook, anh vào nói chuyện với em đi chẳng hạn. Tức là mình luôn luôn tạo một cái kết nối và không bao giờ rời xa. Thì đó là cái mà mình muốn nhắn nhủ với các anh chị em, rằng mình luôn luôn có mặt và sâu sát với những người tuyến dưới cũng như những người cộng tác với mình, để cho người ta không bị tụt năng lượng. Đó là điều rất cần thiết. Và đó, chỉ có cách đó thì mình mới giữ được cái đội ngũ của mình nó hoạt động một cách trơn tru được. Và cái điều muốn chia sẻ thêm một điều nữa, tức là mình phải làm sao luôn luôn có những người cộng tác mới với mình. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ có những người cũ và chúng ta chỉ làm việc trên những người đó thôi thì mình sẽ không có những cái nguồn, những cái gọi là những cái tuyến dưới mới. Mà không có mới thì đến một lúc rồi đó mình sẽ bị mất, mình sẽ thiếu đi cái đội ngũ cộng tác với mình. Chẳng hạn như ví dụ bây giờ mình có một người lên executive chẳng hạn, thì rõ ràng là doanh số nhóm tháng sau sẽ không được tính cho mình nữa, đúng không ạ? Cho nên mình phải luôn luôn nỗ lực để có thêm những cái người cộng tác mới, và cái doanh số mình nó luôn luôn được đảm bảo. Thì giống như ban đầu Lê Ái có nói là lên được executive là một điều vui mừng, nhưng mà không phải ngủ quên trên chiến thắng được. Tức là làm sao để mình phải giữ được cái vị trí đó nó quan trọng hơn. Và sau khi giữ được rồi thì mình phải có một cái mục tiêu tiếp theo, là mình phải đạt được cái vị trí cao hơn, là goal, rồi level, rồi cái mục tiêu mà mình mong muốn nhất, mà nó nằm ở một cái vị trí gọi là nó bình vững á, gọi là nó tương đối, gọi là an toàn á, là phải là Ruby đấy. Cho nên Lê Ái đang phấn đấu để đạt được cái vị trí đó trong một cái thời gian gọi là nhanh nhất thôi, nhanh nhất có thể thôi, chứ còn mình cũng chỉ biết là làm sao nỗ lực hết mình để đạt được cái điều đó thôi, chứ còn không có con đường nào là con đường ngắn, đường tắt được. Nó phải làm việc một cách bài bản và khoa học thì mình mới đạt được cái điều đó. Và cái điều mình muốn chia sẻ tiếp theo nữa, tức là cái tính kỷ luật ở trong cái công việc này. Trước đây mình đã từng làm công việc truyền thống á, thì sáng ra là đúng giờ là mình phải đến công qua cơ quan, đến công ty mình làm việc. Mặc dầu mình không thích cái công việc đó, mặc dầu là hôm đó trời mưa hay là đường xá kẹt xe chẳng hạn, nhưng mà bắt buộc mình phải đến công ty. Bởi vì mình đã lên làm công thì mình nhận lương của công ty, thì mình phải hoàn thành cái giờ giấc đúng là ngày 8 tiếng. Nhưng với công việc này thì mình không bị phụ thuộc vào cái thời gian, mình có thể đi làm bất cứ lúc nào. Cho nên cái chuyện là mình tự quản lý cái thời gian của mình nó rất là khó. Nếu chúng ta không có kỷ luật, không có làm việc một cách khoa học và nguyên tắc, mình không kỷ luật bản thân mình, thì rõ ràng là cái công việc này mình rất là khó làm. Và đa số mình được biết là đa số là anh em trong ngành này không đi đến được cái đích, hay gọi là thất bại á, là do mình không quản lý được cái thời gian của mình. Tức là mình quá du di, mình quá thoải mái với cái giờ giấc của mình. Chẳng hạn như sáng nay mình có thể dậy trễ, rồi trưa hôm nay mình có người bạn rủ đi cà phê, rồi ngủ một giấc đến 3 giờ chiều chẳng hạn. Rồi chiều lại có một người bạn rủ la cà gì đó, thì coi như một ngày đó mình sẽ không gặp được khách hàng, mình sẽ không làm gì cả. Và nếu tục như vậy thì cái kết quả sẽ không bao giờ mình đạt được giống như cái ý muốn của mình cả. Và đa số chúng ta cứ để thời gian nó trôi như vậy, và đến một lúc và chúng ta qua lại thì thời gian rất là dài nhưng chúng ta không có một cái kết quả, thì cái điều đó nó làm cho mình bị thất bại. Và khi mình thất bại thì mình lại ra ngoài, mình lại nói là tôi đã tham gia Nu Skin rất là lâu rồi, nhưng mà Nu Skin nó chả có, nó không có tiềm năng chẳng hạn, hay là nó không có cái điều gì làm cho tôi hứng thú. Tức là cái điều đó nó làm cho cái công việc của mình nó bị ảnh hưởng. Đó thì ấy Lê Ái chỉ có một số điều là muốn gửi gắm đến anh chị em cộng tác với mình, là chúng ta cần phải làm việc một cách có khoa học, có tính kỷ luật, thì chúng ta mới có được cái kết quả nó như mong muốn được. Và nhân đây thì cảm ơn Hải Huỳnh, cảm ơn tất cả anh chị em New Life ở khắp mọi nơi, và những người tuyến dưới của mình đã làm việc miệt mài và đã là một cái động lực rất là lớn
để cho mình có được cái kết quả tương đối, gọi là kết quả có thể là ban đầu mình có được. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Ok, cảm Cảm ơn ơn Hải nha. Nái rất là nhiều. Tuyệt vời. Mọi người nhớ nha, cái này thì anh Nái không nói nhưng mà Hải cũng nói mọi người luôn. Lên executive là một cái bước là ban đầu, thành công ban đầu rất là tốt để mà tạo cái đà mà coi như cái bệ phóng cho mình trong cái kinh doanh New Skin. Là tại vì khi mà mọi người mà lên được cái chức executive thì cái hoa hồng của mọi người đó là sẽ tăng lên từ gấp 3 đến gấp 4 lần. Nếu mà bình thường mình chỉ là distributor á, thì cái hoa hồng của mình chỉ là 5% thôi. Nhưng mà khi mà lên executive á, thì nếu mà mình mà maintain, mình giữ được cái volume mà từ 2.000 đến 2.999 á, thì cái hoa hồng của mình đó là ở mức là 15%, là tăng gấp 3 lần. Và nếu mà mình mà có cái volume của mình đó mỗi một tháng mà từ 3.000 trở lên, thì có nghĩa từ 3.000 trở lên thì mình sẽ có cái thưởng là thêm là 5% cho cái trả thưởng cho cái extra executive bonus, có nghĩa là thêm một lần nữa, có thêm 5% nữa, nên là các anh chị có thể nhận được là 20% tiền hoa hồng ở trên cái group sale volume của mình. Nên vì vậy mọi người thấy lên executive nó sẽ khó hơn, nhưng mà nó sẽ là một cái để mà cho mọi người thấy là chính thức là mọi người đã nghiêm túc với cái cơ hội New Skin và chính thức bước vào cái tiến đến cái thành công của New Skin.